Ok, what's up? Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình là Kuro Gaming đây. Và ở cái series này thì như là mình bỏ đó 5 ngày rồi. 5 ngày trước thì mình có mất cái map, thì mình cứ hứa với mọi người là mình sẽ làm lại á. Và hôm qua thì mình có, hôm qua hay hôm kia ta, hình như là tầm thứ bảy hay sao á, thì mình có livestream lên để mà mình có sinh tồn như thế này. Và mình có tìm được một cái biome hoang đã gần đây nữa, một cái làng. Với lại là bây giờ mình đã kiếm được rất là nhiều đồ rồi. Và bạn nào mà chưa xem được cái sinh tồn livestream đó của mình á, thì mình sẽ để cái link ở phần mô tả nha, hoặc là cái phần bình luận á. Còn đây là mình sẽ làm tập thứ ba để gán ghép chung với hai tập kia luôn. À, mình quên mất nữa là bạn nào thích video của mình á thì các bạn đừng quên cho mình xin một like và đừng kêu để ủng hộ mình nha. Và hiện tại thì mình đã đang có rất là nhiều kim cương trong cái kho đồ của mình nữa, là tận là 32 kim cương. Cái đợt đó mình livestream hình như là mình đi mai cũng hơi nhiều kim cương thì phải. Bây giờ thì mình đang có đồ sẵn rồi. Với lại bây giờ thì mình cũng đang muốn cho mình là xây dựng một căn nhà. Và trên đây có biome hoa anh đào á, thì mình nghĩ là chúng ta dùng bằng gỗ hoa anh đào xây nhà cũng được. Mình thấy như vậy cũng ok. Còn ở hướng bên này á, nó sẽ là rừng. Cái cây rừng của Forest á, bên đó sẽ có tre nha. Còn bên đây thì hoa anh đào. Và mình chúng ta đã có rất là nhiều gỗ, và thậm chí là một cái làng ở cái bên nữa. Giờ thì mình phải chế tạo cho mình một cây rìu bằng kim cương. Mình cũng muốn chế tạo bằng cây kiếm kim cương lắm. Thôi mình làm luôn ha, do mình cũng có khá là nhiều kim cương mà. Rồi, vậy là chúng ta đã có đủ rồi. Mình sẽ dành một ít thời gian để mà mình có thể chặt một số gỗ như thế này. Và sau khi đủ gỗ á, thì mình sẽ trở về nhà và xây nhà nhé. Trước tiên là như vậy. Và mình cũng muốn cài cái shader vô quá trời luôn đó. Mà giờ không có shader vô thì nhìn cái nó hơi xấu nhờ. Chắc không sao đâu. Mình nghĩ là vài ngày hay vài tuần nữa thôi là cái Minecraft này á, sẽ được gọi là cập nhật lên hẳn là phiên bản 1.21. Hiện tại thì mình đang chơi phiên bản Snapshot á. Có khá là nhiều bạn kêu mình làm lại cái series này, cho nên mình sẽ không bỏ lỡ đâu. Mình cũng muốn làm series này lâu dài lắm. Với lại là mình kiểu cũng thích chơi sinh tồn nữa, cho nên là không thể nào bỏ được. Rồi, với lại trong đây hình như là nó mới cập nhật cái vũ khí mới thì phải. Và cái vũ khí đó hình như là mình cần phải kiểu là đánh bại mấy con thần gió hay là gì đó, thì chúng ta mới có cái nguyên liệu để chúng ta chế tạo ra cái búa đó nha. Và cái búa đó chế tạo cũng dễ thôi, chỉ cần chúng ta đi săn được mấy con thần gió. Và thần gió phải tìm trong mấy cái công trình của Minecraft 1.21 này nè. Hiện tại là mới ra thôi. Ok, mình cần phải chặt thêm nữa. Mình có rất muốn xây nhà hoa anh đào lắm. Hiện tại thì mình đang muốn xây nó kiểu như là nó như thế nào ta, mình chưa biết nữa. Ok, mình chặt gỗ xong đã, mình tính sau. Mình nghĩ là ok rồi đó. Bây giờ thì mình nên trở về nhà. Trên này thì nó khá là tối. Mình chơi siêu khó, mình phải cẩn thận nha. Hình như là trong cái lần livestream của mình chơi á, thì mình có phát hiện ra một cái sinh vật mới. Cái sinh vật này hình như là mình không biết nó có phải là cái con tattoo hay không nữa. Cái con đó là con gì nhờ, mình không nhớ nữa. Để mình về nhà mình ngủ rồi đã, rồi tí mình cưỡi ngựa qua bên đó mình xem thử. Và không biết là con gì luôn, mình cũng không nhớ nữa. Hình như là phiên bản 1.21 này nó cập nhật cũng khá là nhiều thứ, cho nên mình cũng không rõ về nó lắm. Mà cũng chưa tìm hiểu nữa. Mình mới tìm hiểu về cái thần gió hay là công trình mới của trong Minecraft 1.21 thôi. Còn sinh vật đó thì mình hình như là tôi cũng không biết. Nó làm sao nữa. Chết rồi, chỗ này không cấm đuốc là zombie xuất hiện khá là nhiều luôn. Ok, đông á. Rồi, lấy cái giường đi xa xa tí ngủ thôi. Trời ơi, zombie nó nhiều kìa, trời ơi, nó đông kinh khủng luôn á. Rồi, trời sáng rồi. Trời sáng thì bọn zombie là chết rồi. Chắc mình cũng không có sợ nữa. Ây da, mặc đồ kim cương rồi đó nha. Tôi mặc đồ kim cương rồi đấy. Ơi, mình giết cái con Reaper này trước rồi đã. Ui, ôi ôi. Rồi, giết con này luôn.
Rồi, ok, vậy là xong. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ nấu ít thức ăn nữa. Mình cũng có nhiều than đó. Rồi, hiện tại thì bây giờ mình sẽ qua kia cho mọi người xem nhé. Ở bên này này, hình như là mình nhớ là mình đưa vô đây thì sao á. Mình không biết đó là cái con gì nhá. Lên ngựa nào. Mấy cái con này á, hình như là mình nghĩ là nó spawn ở bên này thôi. Mình nhớ không lầm là ở đây thì phải. Trong cái biome như thế này nè, là sẽ có cái con đó nha. Nhưng mà không biết là nó có hiếm hay không. Nhưng mà hôm bữa là mình thấy hai con lận, 2 đến 3 con á. Bây giờ thì mình cứ đi vô sau xem thử. Đây 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 đây, cái con này nè. Đây, cái con là con gì đây? Nó có phải là con tách tu không? Tại vì mình thấy là mình rõ ràng là mình thấy là mô gian thêm. Ui, cái gì đây? À, cái con này tên là Amadillo. Đây là cái vảy của nó thì phải. Amadillo à? Nhìn nó khác biệt ha. Mình nghĩ con này á, không biết là có cái con trưởng thành hay không nữa. Con này con lớn nhất rồi hay sao ấy, mình cũng chưa biết, tại vì mình cũng chưa nuôi thử và cũng không biết nó ăn cái gì nữa. Lần trước thì mình thấy ở đây có hai con lận, thì để mình chụp hình nó một cái. Hello, rồi một tấm hình đẹp luôn. Ok rồi, mình cho bạn xem vậy thôi chứ mình cũng chẳng biết nó ăn cái gì nữa, nên là cũng không biết dắt về nó ăn cái gì đây. Mình cho nó ăn thử lúa với lại hạt giống rồi không ăn được, và thức ăn nữa. Con này nuôi sao ta, mình không biết bạn nào nuôi như thế nào nữa, thôi kệ đi. Còn bạn nào biết nuôi như thế nào thì chỉ mình với nhá, chứ mình cũng bó tay rồi. Cái khu này rất là đáng sống nha, các bạn biết tại sao không? Nó là một cái khu đồng bằng mà nó gần dân làng nữa, gần biome hoa anh đào, thậm chí là biome tre nữa, cho nên là sinh vật gần đây nó rất là nhiều luôn. Bây giờ chúng ta sẽ xây nhà trước khi trời tối. Wow, mình không muốn ngủ bờ ngủ bụi nữa. Bây giờ thì mình sẽ cất thức ăn này. Như đây gỗ thì mình nghĩ sẽ không đủ đâu. Mình sẽ kết hợp với đá gọi là cobblestone hoặc là cái đó đó của biển sâu cũng được. Mình đang có rất là nhiều đá luôn á. Để mình coi mình kết hợp với đá nào được thì mình sẽ xây nha. Trước tiên thì mình cần phải để mình coi coi là chỗ này. Rồi, mình sẽ nâng ra thành là 3 đi. 3 này. Một bên là 3, một bên là 4 thì sao? Được không? 3 tiếp đi. Tụi bên đây cũng là 3. Mình xây như vậy là hơi rộng đúng không? Hên xui. Ok, mình tạm thời mình xây như vậy đi. Rồi. Đó. Như vậy đi ha. Thấy sao nhỉ? Cũng không biết nữa. Ở chỗ nói chung là ở chỗ này thì mình sẽ trang trí lại bằng bằng cái tán cây, cái tán lá như của cái bê hoa anh đào này, nó sẽ được hơn ấy. Mỗi cái block như thế này chúng ta sẽ nâng lên 4 block nha. Nó sẽ hợp thôi. Oh my god. Thay như vậy nó vẫn tốn gỗ hơn mình nghĩ. Nhưng mà không sao. Đẹp là được. Mình sẽ nấu qua đây luôn. Nhìn thì nó vẫn chưa giống ngôi nhà lắm. Mình muốn là trang trí trước. Thứ nhất là chúng ta sẽ ốp bằng cobblestone sao nhờ. Lọc vỏ ra trước đi nhỉ. Đấy, mình lọc vỏ nó sẽ đẹp hơn. Ở chỗ này thì mình sẽ trồng trọt một ít lúa đi. Coi như là mình trang trí vô cho nó đẹp. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ
lên trên nhỉ. Nhìn cái cobblestone này nó hơi xấu do là không có shader. Thường thường là nhiều bạn xây nhà là phải có shader xem mới đẹp nha. Rồi mình sẽ có ít đá vô đi. Mình không biết là có đủ đủ gỗ để mình xây nhà hay không, nó chắc là không đủ đâu, tại vì tốn cũng hơi nhiều á. Rồi bây giờ chúng ta làm cầu thang, làm thêm một cái, nếu không đủ thì chúng ta sẽ đi chặt gỗ thêm cũng được. Tôi chả biết là xây bằng đá nó sẽ đẹp hơn hay là xây bằng gỗ đẹp hơn á, để mình thử coi. Mình thấy bằng gỗ vẫn đẹp hơn bằng đá nhờ. Thôi thì chúng ta nâng gỗ đi. Đập đi hết, cái này cũng mệt đó nha. Đi ngủ cái đã. Ok, vậy là xong. Còn ngoài chỗ này chúng ta sẽ làm cái hàng rào nhé. Mình sẽ làm cái hàng rào ngoài chỗ này đi, nó sẽ đẹp hơn thì phải. Mình nghĩ là hợp lý đó. Hàng rào hoa anh đào. Mình cần ít que nữa. Và sau đó là làm một ít hàng rào hoa anh đào. Trang trí trước để mình coi như thế nào nha. Không biết là đẹp không, nhưng mà chắc là đẹp á. Cái này đã xây nhà hoa anh đào thì chúng ta cần phải xây như thế này đi. Đập cái này đi luôn đi. Cái này chắc không cần thiết đâu. Rồi. Vậy là xong. Đó. Không biết đẹp hay không, nhưng mà cứ như thế này đi ha. Còn cửa ra vào thì theo hướng này. Mọi người thấy như sao? Đẹp đúng không? Đâu có xấu đâu. Rồi mình sẽ cho cái này lên. Đó, đây là cửa ra vào nè. Còn chỗ này chúng ta trang trí vô cũng được. Như thế này đi. Đấy, nhưng mà sẽ đẹp hơn. Nhìn cũng được chứ bộ. Mình sẽ gắn đây một cái nữa là đủ. Mà trước tiên chúng ta phải chặt gỗ cái đã. Không đủ gỗ để mình xây đâu. Mới chậm có xíu thôi là nó mọc lên rồi nè. Mình cần làm rất là nhiều cái cầu thang của hoa anh đào nữa thì mới xây đẹp được. Mình nghĩ là nhiêu đây là sẽ đủ cho mình rồi đó. Không cần phải nhiều quá đâu. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu làm thôi. Mà trước tiên chúng ta sẽ cần xô nước cái đã. Rồi. Ở trên này thì mình sẽ nối liền qua như thế này đi. Nếu mà nhà trước mặt đây thì chúng ta sẽ làm như thế này. Như vậy là cũng hợp lý mà, cũng được hết chứ. Mình muốn làm một cái mái nhỏ chỗ này nè, cũng được. Mà không biết là có nên hay không. Thôi kệ đi, mình vẫn làm, chọn cách này làm vẫn ok hơn. Cái phần này á, thì mình đang làm là cái máy cao nha. Còn muốn làm máy thấp á, thì mình cần phải chế tạo cái phiến nữa. Để mình cho mọi người xem nhé. Đây. Đây, nếu mà muốn làm cái máy như thế này thì nó sẽ có hai loại máy. Thì mình có thể là như thế này nè, cũng được. Không sao hết. Như này. Nó sẽ là cái máy thấp hơn. Còn cái máy này sẽ là cái máy cao. Mình đang phân vân là chúng ta nên làm máy thấp hay máy cao đây. Mình thấy máy thấp thì nó sẽ xinh hơn và cute hơn thì phải. Cái máy cao nó nhìn như thế nào ấy. Nhìn nó không được đẹp nữa. Mình nhìn này. Nhìn nó không được đẹp thiệt á. Thôi chắc mình lựa chọn làm cái máy thấp đi. Chứ máy cao thì nhìn nó hơi xấu. Ok. Rồi chúng ta phải đập đi nữa hả? Thiệt luôn á. Cái máy này thì sao nhỉ? Để mình sửa lại coi. Đây cái nữa. Đây là cái máy thấp nhá. Cái máy thấp thì nó sẽ như thế này. Nhìn nó cũng đẹp hơn cái kia hồi nãy phải không? Mình sửa lại cái này nữa. Tương tự thì chúng ta sẽ nâng lên 2. Ê, chết rồi, nhầm rồi. Đây.
Bên này cũng thế luôn. Mình có hai điểm khác biệt nhé. Thứ nhất là nếu mà xây nhà thì mình sẽ xây cho nó ngắn gọn lại thôi, không cần phải quá bự đâu. Bự mà nhìn nó thấy nó obi á, nó obi quá nó sẽ xấu mọi người, nó không có đẹp đâu. Ngủ cái đã. Rồi, chúng ta đã mất 2 ngày xong cái căn nhà này rồi đó. Mình xây xong mình sửa lại cho nó đẹp hơn tí. Ở chỗ này chúng ta sẽ ốp lại như thế này. Đó. Đấy, và là sẽ đẹp hơn. Ok, tương tự thì bên này cũng như thế. Thì mình cũng sửa lại như thế này. Ồ, đẹp rồi. Đây nữa. Ok. Rồi, vậy là đẹp nha. Bây giờ chúng ta sẽ ốp lại. Vậy là chúng ta xong căn nhà rồi. Mình đang muốn thử ốp như thế này coi nó có đẹp không á. Nhìn nó sẽ có mấy cái viền viền như thế này ha. Tương tự thì bên này thì mình sẽ ốp bằng slab. Thế này, chỗ này chúng ta sẽ ốp bằng này luôn. Đấy. Nhìn nó từ từ đã, mình để mình xây xong rồi mới biết được cái sự thật nó có đẹp hay không, chứ xây xong mình cũng hơi nhìn nó cứ thế nào, nó như một cái nhà chăn nuôi. Từ mình coi coi. Thôi tạm thời là như vậy đi. Mình nhìn vô nó cũng cute phết chứ bộ. Nhưng trước hết thì chúng ta sẽ đi lấy nước. Rồi, mình cần cho mình 2 xô nước nữa thôi là đủ. Ơ, nhìn cũng xinh đó nha, cũng dễ thương ấy. Rồi mình trang trí xong cái đã mới nó mới đẹp được á. Cứ từ từ đã, chưa vội. Nhìn cái mái thấp nó cũng đẹp chứ bộ. Mình định trang trí thêm ít lá hoa anh đào trên đây nữa cho nó giống ngôi nhà của hoa anh đào á. Lúc đầu thì mình định xây nó bự hơn để chúng ta xây cho nó có tầng 2 nữa. Nhưng mà tầng 2 đó thì mình xây nó cao cao hơn nó mới có tầng 2 được. Còn tầng này chúng ta xây cho nó thấp thôi. Bây giờ chúng ta sẽ làm một ít đuốc. Mình sẽ cho tạo một ít đuốc rồi đã. Ê, nhầm rồi. Mình có than này, hạt sắt này. Ok, trang trí lại tí xíu nha. Mình cần trang trí lại đó. Một stack thôi. Làm cho mình là 14 cái lồng đèn đi. Hy vọng là đủ. Mới trang trí chỗ này đi. Mình mới trang trí xung quanh hơn. Rồi, sẽ đẹp hơn. Đây cái nữa. Ở đây một cái. Ở trong đây á thì mình sẽ định làm như là trang trí chỗ nào hợp lý nhất ta. Chỗ này đi. Cái đường đi vô có cái đón đèn nó sẽ đẹp hơn. Đẹp rồi đó. Trên này chúng ta sẽ ốp lại hết. Mình định ốp bằng kính á, nhưng mà thôi. Do là ở bên trên á. Đây. Cho cục này ở giữa. Ôi, mà là đẹp rồi. Còn trên này á thì mình sẽ ốp bằng gỗ lại hết nha. Ok, vậy là xong. Và mình nghĩ trên này là một cái nhà kho cũng hợp lý phết. Đây. Bên trên thì mình sẽ làm cầu thang chỗ này đi. Cầu thang tầm 6 cái thôi. Trên này là một cái nhà kho cũng hợp lý phết, đựng đồ cũng được đấy. Nhưng mà trước tiên là chúng ta đã trang trí xong rồi, còn phải dọn cái phần đất này nữa, nên là chúng ta sẽ đi đào một ít kính. Và trước khi đào á thì chúng ta sẽ cần rất là nhiều
Để chúng ta làm một cái xẻng kim cương nữa. Đầu tư luôn. Đây, mình nhớ không làm trước mà có cát nè. Ôi. Mà công nhận phải nói nha, cái xẻng vàng này của mình á, nó là Unrocking 3 lận, chầm hỏng 3 á. Mình đào nó lâu hơn. Còn cái này là Fortune 3 nữa mà. Cái tài 3 làm gì ta? Ok, bây giờ chúng ta sẽ, mình còn dọn cát nữa mà đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cất một ít đồ vô, không cần thiết. Mình sẽ nung một ít cát lên. Đây rồi. Và sau đó cắm đốt xung quanh cái nha. Mình không muốn là xung quanh nhà mình có mấy con zombie á, nó cứ lảng quảng xung quanh nhà mình, nhìn có hơi ghét tí xíu thôi. Hình như phiên bản này được cập nhật lên xong cái là mình thấy mod nó triệu hồi đã rất là nhiều nha. Các bạn có thấy cái đêm hôm qua hôm kia vậy đấy. Cách đây trước 2 ngày thì nhà mình á một đống quái luôn, chả hiểu tại sao nữa. Sao lại nhiều quá đến như vậy ta? Rồi, vậy là xong rồi. Trang trí là nhà thôi. Mình thấy là mình hơi tốn gỗ với cái ngôi nhà này rồi đó. Không biết là mình đầu tư đến như vậy làm gì nữa. Nhưng thôi, đẹp là được. Rồi. Vậy là xong. Cái nền của chúng ta đây là đẹp rồi đó. Mình cần phải lột vỏ để cho nó nam tính đi xíu. Người ta gọi là màu hồng nam tính. À. Rồi. Ngôi nhà này mà con gái mà không mê thì thôi luôn á chứ. Con trai tôi còn mê mà. Nó chỉ là con gái. Trời ơi. Đúng chất màu hồng luôn. Bây giờ tôi ra tôi đổi skin màu hồng nó cho đẹp. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ trang trí ngoài đây nữa. Mà trước hết thì trang trí chúng ta sẽ đập cái này đi. Rồi. Kéo dài ra đây luôn. Đó. Như thế này. Đây sẽ tương tự luôn nha. Đó, như thế này đi. Còn chỗ này chúng ta sẽ, tôi nghĩ là trang trí lại luôn á. À, cái cửa ngoài đó đúng không? Cái cửa ngoài đó thì cái này chắc cũng như vậy đi. Chết bà, thiếu hai khối gỗ nữa. Rồi, và là xong. Xong căn nhà của mình rồi. Tạm thời là sẽ như vậy. Ok, mình sẽ làm mình một cái cửa màu hồng luôn. Là cái ngôi nhà của mình là full full màu hồng rồi đấy. Một cái tấm biển nữa, một cánh cửa, sau đó là hai cái này để chúng ta mở cửa ra dễ hơn. Và mình còn trang trí thêm nữa, thì chúng ta sẽ dùng cái này để trang trí. Rồi, vậy là xong ngôi nhà đó. Trước tiên chúng ta lấy cái này cái đã. Rồi, mình chế tạo cho mình thêm ít kính này nữa. Và đẹp. Tròn que luôn. Trang trí lên như này. Ồ, vẫn không đủ. Rồi. Vậy là đẹp rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ chuyển hết đồ vô đây nha. Đập hai cái rương này đi đi. Trước khi đập chúng ta chuẩn cho là cho mình hai cái rương mới đã. Cái rương thì mình sẽ để đây.
Ok rồi, mình vừa trang trí lại xong rồi đó. Bây giờ là đẹp hơn hồi nãy rồi. Bây giờ thì mình sẽ đặt hai cái cửa sập ở đây, đây nha. Ông, cái cửa để cửa mở ra chứ. À, như vậy đi. Chỗ này nữa. Rồi, mình sẽ làm cho mình một cái cuốc để chúng ta có thể trồng trọt. Mình đầu tư cái này luôn nha. Cái này chắc mình sẽ đặt ở đây đại đi. Chứ không sao đâu. Còn nhìn xấu thế. Bỏ trong rương đi. Là một cái cuốc. Rồi, chúng ta đã có cây cuốc rồi. Cuốc xung quanh. Bên đây cũng tương tự nha. Mình xây đại chứ mình cũng chả biết là ngôi nhà nó có đẹp hay không nữa. Nhìn nó hơi baby xíu thôi. Cánh cửa màu hồng của mình nữa. Đây. Mình sẽ đặt ở chỗ này. Đó, và là xong. Mình sẽ lấy một ít hạt giống để chúng ta trồng. Mình đang có rất là nhiều hạt giống nữa. Rồi. Ê, tính ra là mình đặt cái cửa chỗ này được luôn á. Đúng không? Không cần đặt chỗ này đâu. Rồi. Đặt lại luôn. Đó. Đẹp hơn rồi. Vậy là ok. Vậy là xong ngôi nhà rồi đó. Một ngôi nhà tạm thời là như vậy thôi. Mình sẽ trang trí lên thêm này nữa. Còn không thì đập cái này đi luôn cũng được. Không cần phải để vậy đâu. Từ từ để mình coi nhé. Không, mình để thấy để hàng rào đẹp hơn. Cái hàng rào nó vẫn là một cái gì đó đẹp hơn. Nên chúng ta vẫn lựa chọn hàng rào nhé. Mình sẽ cắt cho mình một ít lá cây nữa. Thì cũng hơi nhiều rồi đó nha. Ok, như vậy là đủ rồi. Giờ thì chúng ta sẽ trang trí nó ở góc này. Đây. Được không nhờ? Cũng tạm được đi. Coi như là có trang trí đi. Chứ tôi cũng không biết có đẹp hay không nữa. Rồi, như thế này nữa. Mọi người có thể dùng cái đây, để mình ra mình chế tạo thêm. Mình còn thiếu nữa. Thiếu cũng hơi nhiều á. Rồi, mình làm thêm ít cái hàng rào nữa. Đây. Mình dùng hàng rào này cũng được nha. Có thể trang trí như thế này cũng được. Cũng đẹp á. Không có xấu đâu. Không, mình trang trí cho nó có cái Ồ, cái này không nên đâu, cái này là không nên đâu á. Nhìn thấy xấu hơn thì phải. Ở đằng sau nhà này mình sẽ trang trí nó nhiều, thật là nhiều hoa luôn. Cho nó xuống đây luôn. Đó, như vậy đi. Cho nó có cái
Mình trang trí như vậy thì ê. Ok rồi mọi người ơi, tạm thời là sẽ là như vậy. Mình có thể up slat nó được không ta? Mình cũng không biết nữa. Giờ mình để thấy nó trống trải quá. Thêm một ít slat đi được không? Không biết là được không, mà thấy nó trống trải quá à. Do là nó trống trải là do cái phần này nè. Mình trang trí nó vô được đúng không? Có thể là được á. Như thế này đi. Chỗ này chúng ta sẽ thế này. Đây nữa. Cũng được mà đúng không? Nếu mà đập cái này đi thì chúng ta sẽ nghĩa là sẽ được á. Ok, đập đi đi thử đi. Đây, như này đi. Rồi, nhìn đi sẽ đẹp hơn. À. Đây, tôi nghĩ là tôi cần thêm ít gỗ nữa. Và ok, và mình đã hoàn thành xong ngôi nhà của mình rồi. Xây cũng khá là lâu đó các bạn ơi, khá là mất thời gian. Tóm lại là nếu mà có shader vô nó chắc là sẽ đẹp hơn á. Mình đã cũng có trang trí lại cho nó đẹp hơn một tí, nhìn cũng được đúng không? Đâu đến nỗi tệ đâu. Tạm thời thì sẽ là như vậy thôi. Về sau thì nếu mà ra bản chính thức á, thì mình sẽ thêm shader vô cho nó đẹp. Rồi, đằng sau thì mình có trang trí thêm một ít, với lại là bên hông nữa, và trước nhà nữa. Mình làm như là cái ngôi nhà này thật sự rất là dễ thương nha. Rồi, vẻ đẹp rồi đó mọi người ơi. Ok, và mình thấy video này cũng khá là dài rồi. Và nếu bạn thích video của mình á, thì các bạn đừng quên cho mình xin một like, một cái kênh để ủng hộ mình nha. Và tập 4 á, thì mình sẽ tiếp tục đi mai, hoặc là làm một cái gì đó, với một kinh nghiệm chẳng hạn, để chúng ta nâng cấp độ lên nữa. Và sẵn tiện là chúng ta sẽ khám phá Nether luôn. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người nha.